Hoài Linh ngồi co ro ăn bún trước giờ tập kịch. Danh hài ăn lót dạ trong buổi tập luyện cho mini show của Trường Giang và Trấn Thành. Sau dịp Tết Nguyên Đán, Hoài Linh trở lại với guồng quay công việc. Chiều qua ngày 4 tháng 2, anh giản dị mặc áo thun quần sọt đến địa điểm tập kịch. Danh hài ngồi co ro trên ghế, ăn lót dạ bằng bát bún riêu trước buổi khớp kịch bản cùng các đồng nghiệp của mình. Cách đây ít ngày, Hoài Linh vướng tin đồn bị kiệt sức đến mức phải nhập viện. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hai Cát Phượng đã lên tiếng phản bác và cho biết Hoài Linh vẫn khỏe mạnh. Trong những ngày Tết vừa qua, danh hài bận rộn đón tiếp khách người dân đến thăm ngôi đền mà anh xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trấn Thành cũng có mặt vào chiều qua để chuẩn bị cho mini show Suya Bá Đạo mà anh kết hợp cùng Trường Giang. Chương trình gồm nhiều tiểu phẩm hài đặc sắc sẽ diễn ra vào tối ngày 5 và ngày 6 tháng 2 tại sân khấu Trống Đồng. Trường Giang đã xế hợp nhưng lại đi dép tổ ong. Dịp Tết Đinh Dậu, anh không nghỉ ngơi mà liên tục biểu diễn phục vụ cho các khán giả. Hoài Linh ngồi góp ý cho Trường Giang Cát Phượng về cách diễn xuất và phát triển kịch bản từng tiểu phẩm. Các nghệ sĩ vốn rất thân thiết ở ngoài đời nên việc tập luyện diễn ra rất suôn sẻ thuận lợi. Trường Giang còn tiết lộ, trong một tiểu phẩm, anh và Trấn Thành sẽ vào vai hai ông xui nhiều chuyện, liên tục gây sự, ghen ghét nhau. Chí Tài cũng làm khách mời trong chương trình. Vừa đến địa điểm tập luyện, anh vồn vã trò chuyện với bạn thân Hoài Linh. Trấn Thành nghiêm túc khớp kịch với các đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!